đêm hôm qua và sáng sớm ngày hôm nay có những cơn mưa khá là to ở khu vực này các quý vị và các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh của mình. Kênh của mình là kênh Đức Thắng TV. Sáng ngày hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2023. Đức Thắng lại có mặt trên cái phân đoạn. Đây là nút giao Vạn Thiện các quý vị nhé. Chúng ta đang tiến tới cái nút giao Vạn Thiện mà Đức Thắng đang đi từ phía Nam ra phía Bắc. Thì trong mấy ngày hôm nay là khu vực Thanh Hóa mưa to đến rất là to. Vì vậy mà cái công việc trên cái tuyến cao tốc trong cái phân đoạn này là Đức Thắng nghĩ là cũng khá là trì trệ. Vì vậy mà sáng sớm ngày hôm nay, ngày 4 tháng 8 năm 2023, Đức Thắng có quyết tâm dù trời mưa vẫn lên mặt đường để quay cho quý vị và các bạn có thể cập nhật cái thông tin mới nhất về tiến độ của phân đoạn này từ Vạn Thiện, từ cái nút giao Vạn Thiện đến cái nút giao Đông Xuân trong cái địa phận của tỉnh Thanh Hóa. Trước mắt chúng ta là cái nút giao Vạn Thiện. Đức Thắng vừa đi dưới mặt đường và đồng thời cũng dùng cam để bay cao cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng cái nút giao này. Trong mấy ngày hôm nay khu vực này mưa khá là to. Vì vậy mà cái công việc cũng khá là trì trệ các bác ạ. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là sẽ thông xe kỹ thuật theo cam kết của nhà thầu và chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Trước mắt chúng ta là cái cầu vượt cao tốc. Đây là cái cầu vượt nối từ quốc lộ 45 ngay ở thị trấn Nông Cống của huyện Nông Cống xuống đường Nghi Sơn đi Thao Vàng, địa phận của xã Trường Minh. Cái cầu này thì nối với cái tuyến đường nối này thì có chiều dài là khoảng 6 km các bác nhé. Còn cái cầu vượt này thì hơn 200 m. Và chúng ta tiếp tục đi qua cầu vượt hướng về phía Bắc, địa phận của xã Vạn Thiện đấy quý vị ạ. Cách cầu vượt khoảng vòng xuyến khoảng hơn 100 m thì chúng ta có thể thấy là cái phân đoạn này cũng đã được lắp đặt cái thanh chống chói lan can hai bên đường của đường Hoàng Thiện. Cái phân đoạn này thì có cái khúc cua rất là đẹp được các bác. Đường và hệ thống chiếu sáng nữa là
tuyến đê, ngay sau cái tuyến đê của xã Bình Nghĩa thì phân đoạn đường của khu vực này, cái hệ thống chống chói cũng được lắp đặt xong, lan can cũng đã được hoàn thiện. Sẵn sàng thảm nhựa. Chúng ta
đến cái địa phận của xã Tế Lợi, huyện Đông Cống. Khu vực này thì đã được thảm bê tông xong. Đây các bác có thể thấy khu vực xã Tế Lợi, bên trái của chúng ta là cái mỏ xét. Đường khá là khó đi đây các bác, mới đổ cấp khối xong cái lớp đá mạt. Đây cái phần đoạn của Tế Lợi các bác, ngay ở mỏ xét Martin. Đây là quốc lộ 45 nè các bác nhé. Đấy, quốc lộ 45 chui qua cái hầm, chui qua cái cao tốc của địa phận xã Tế Lợi. Mặt cầu thì chưa được đổ bê tông các bác. Các thiết bị máy móc ở khu vực này, phân đoạn này cũng đang được nghỉ bởi vì trời mưa khá là to. Để các bác có thể thấy là mặt đường, những cái vùng nước. Thì sáng ngày hôm nay thì Đức Thắng sẽ quyết tâm và đi đường đến đâu thì đi. Lúc nào mà xe không thể lăn bánh được thì Đức Thắng mới xin phép quý vị và các bạn có thể tạm dừng video. Lúc này thì trời mưa khá là to rồi. Đây các bác có thể thấy là phân đoạn là qua xã Tế Lợi huyện Đông Cống. Đây là cuối Tế Lợi rồi. Các bác có thể thấy là cái bộ xét. Sau Tế Lợi thì chúng ta sẽ đến cái địa phận của xã Tế Thắng huyện Đông Cống. Giáp danh giữa Tế Lợi và Tế Thắng thì đang được thảm bê tông các bác. Chỗ thì thảm bê tông, chỗ thì đang lù cái lớp đá mạt. Đây các bác có thể thấy là mặt đường đang được sụp nước các bác. Mấy ngày hôm nay thì khu vực này mưa to đến rất to. Tiếp tục di chuyển về phía bắc địa phận của xã Tế Thắng huyện Đông Cống. Khu vực này thì đã được lớp nhựa, rải nhựa hoàn thành các bác nhé. Hệ thống lan can cũng đã được đóng cọc. Đây, nhựa đổ nó chảy lên sáng này các bác này. Đây, chỗ này là tráng nhựa hết rồi nhá, một lớp nhựa. Sau khi đổ bê tông thì người ta sẽ có một cái lớp nhựa mỏng các bác nhé, ta trải lên mặt. Sáng nay thì Thắng quay cho quý vị và các bạn toàn bộ cái nút từ Bản Thiện đến Đông Xuân, nhưng mà đi đến từ Bản Thiện đến Tế Lợi thì không đi được nữa các bác. Trời một là mưa, hai là nhựa nó dính không thể đi được, dính hết một bánh xe rồi không thể. Đây mới đổ nhựa các bác nhé. Đấy, trời mưa mấy ngày hôm nay, sáng nay Đức Thắng đi nhưng mà nhựa nó dính vào bánh xe không đi được các bác. Đi đến hết Tế Lợi. Đấy, địa phận của Tế Thắng mà chịu không thể đi được. Chắc phải khất các bác một vài hôm tới, trời nó tạnh ráo thì mới đi được. Đấy, các bác có thể thấy nhựa. Đây, nó dính bánh xe các bác. Đấy, trời hôm nay mưa to. Đấy, bánh xe giờ là chịu không đi được nữa, đang rớt. Đấy, bánh xe các bác này, đấy. Không đi được các bác nhé. Chết dở rồi. Đó. Trời rất là mưa. Cao tốc này các bác ơi, Đức Thắng đang đứng trên cao tốc rồi. Quay cho quý vị và các bạn là cập nhật thông tin mới nhất này. Nhưng mà đi đến đây là không đi nổi rồi. Đấy, một ngày mưa gió bão bùng. Đấy, mưa thế này thì chắc chắn là công việc nó cũng đình trệ rồi các bác. Đấy. Giờ Đức Thắng đây, nhựa đây các bác này. Đấy,
Đấy, địa phận của Tế Thắng mà chịu không thể đi được. Chắc phải khất các bác một vài hôm tới, trời nó tạnh ráo thì mới đi được, để các bác có thể cái nhựa. Đây, nó dính bánh xe quá. Đấy, trời hôm nay mưa to. Đấy, bánh xe giờ là chịu không đi được nữa, đang rớt. Đấy, bánh xe các bác này, đấy. Không đi được các bác nhé, chết dở rồi. Đó. Trời rất là mưa. Hình ảnh nha, nút giao Vạn Thiện trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 4 tháng 8 năm 2023. Video Đức Thắng đến đây xin được kết thúc. Xin kính chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Video này khá là ngắn ngủi cho các bác, bởi vì Đức Thắng muốn cập nhật cái thông tin từ nút giao này, nút giao Vạn Thiện của xã Vạn Thiện đi đến nút giao Đồng Xuân, là kết thúc cái hành trình buổi sáng hôm nay. Nhưng mà do cái điều kiện thời tiết mưa gió mấy ngày hôm nay ở khu vực này, nhất là ở Thanh Hóa, thì Đức Thắng không đi hết được, chỉ đi đến cái phân đoạn là xã Tế Thắng rồi phải bắt buộc phải dừng lại. Về khu vực này thì các bác vừa xem video cũng đã biết. Thì Đức Thắng xin hẹn quý vị và các bạn những ngày nắng ráo tới đây, thì Đức Thắng chắc chắn sẽ quay tiếp tục cho quý vị và các bạn từ cái nút giao Vạn Thiện ra cái nút giao Đồng Xuân của huyện Đông Sơn, để cho quý vị và các bạn cập nhật cái thông tin mới nhất, bởi vì cũng không còn thời gian nữa, chỉ còn một tháng, là hơn một tháng nữa là cái phân đoạn này sẽ cam kết là sẽ bàn giao cho chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải để sử dụng. Xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều nhiều sức khỏe, một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.